Ngày 21 tháng 10, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt tổ chức lễ công bố chương trình hỗ trợ chuyên môn y tế giữa Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Khoa Phụ sản Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt là một trong những khoa đi vào hoạt động đầu tiên từ những ngày đầu thành lập bệnh viện. Những năm gần đây, để đáp ứng nhu cầu của sản phụ, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ trong lĩnh vực sản nhi. Phối hợp với các bệnh viện tuyến trung ương, nhận chuyển giao kỹ thuật, đào tạo cán bộ chăm sóc tốt các bệnh nhân và sản phụ khi đến điều trị tại bệnh viện. Đồng thời, phát triển đơn nguyên sơ sinh nhằm kịp thời chăm sóc và theo dõi sức khỏe của trẻ sơ sinh ngay sau khi được sinh ra. Bệnh viện chúng tôi, bệnh viện Lạc Việt này sẽ chuyển giao kỹ thuật là đầu tiên là các bác sĩ trung học, sau đó chúng tôi đào tạo và lên giám sát, thì chắc là kỹ thuật này trong tương lai một vài tháng nữa thì có thể các bác sĩ ở đây sẽ tự chủ được kỹ thuật này và làm bệnh nhân không phải xuống bệnh viện tuyến dưới. Và hiện tại thì các bác sĩ đã làm những kỹ thuật cơ bản rất là tốt, như là cấp cứu sản phụ khoa, rồi những cái kỹ thuật mà nội soi thông thường, nội soi nâng cao, như là hôm nay chúng tôi chuyển giao là cắt tử cung qua nội soi, rồi bóc cắt tử cung bán phần, bóc u sơ qua nội soi, thì những kỹ thuật đó thì phải có một thời gian các bác sĩ cần đào tạo và bệnh viện cần phải có trách nhiệm giám sát để cho các bác sĩ, đảm bảo cho các bác sĩ đó làm được tốt thì chúng tôi sẽ chuyển, thì bệnh nhân dân an tâm mà đến bệnh viện này để điều trị. Lễ công bố chương trình hỗ trợ chuyên môn y tế giữa Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt là yếu tố quan trọng đánh dấu sự hợp tác hỗ trợ giữa hai bệnh viện. Theo đó, khi Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt có những bệnh nhân vượt quá khả năng chẩn đoán điều trị, thì Bệnh viện Phụ sản Trung ương đồng ý tiếp nhận điều trị và thực hiện chế độ viện phí với bệnh nhân đó theo quy định hiện hành. Bệnh viện Phụ sản Trung ương tạo điều kiện cử cán bộ chuyên gia của bệnh viện tham gia hội chẩn, thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật điều trị khi Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt mời, giúp đỡ đào tạo cán bộ, hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao công nghệ cho Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Việc ký kết hỗ trợ chuyên môn với Bệnh viện Phụ sản Trung ương góp phần tích cực vào công tác chăm sóc, hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân tại tuyến địa phương, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.